Nhá, đầy đủ rồi phải không? Cặp đối thủ cha con mà mình sẽ gặp là ai mình chưa biết luôn. Không biết người ta có giỏi hơn mình không ha. Mà chị gì muốn đi chơi với bạn trai hay bạn gái? Gái. Gái à, tại sao? Thường không ai gái lại gái à. Chứ nếu mà là bạn trai thì sao? Chết rồi, gặp gái phải nhường người ta rồi ha. Không nhường nữa, trời ơi. Giúp thôi, không nhường. À giúp, giúp, giúp chứ không nhường không. Điều thú vị mà chương trình luôn chờ đợi đó là sự háo hức của các cặp cha con khi họ nói về đối thủ và hành trình sắp trải nghiệm. Hy vọng rằng chuyến đi đến khu sinh thái Hồ Mây Vũng Tàu sẽ không làm hai cặp cha con thất vọng cho những điều họ đang chờ đợi. Hình như không phải. Đội bạn là ai đây? Đi, thấy chưa? Giờ xuống đi. Thằng lớn hơn con à. Hey. Trời ơi, tưởng ai. Con chào nhà, chú thầy đi. Ờ, chào con. Cái này đâu phải đối thủ đâu bạn. Em đây là chào chào anh nha con. Chào anh. Bây giờ chúng ta là đối thủ rồi. Yeah. Dạ là không quen biết nè, không quen biết nè. Yeah, hai cho con. Yeah. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển lên cáp treo nhá. Xin mời ạ. Sau màn chào hỏi ban đầu thì đây có thể xem là chuyến đi chung đầu tiên của hai cặp cha con. Nhưng khác với cha của mình, hai bạn nhỏ hẳn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ.